Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Sugoi Fukudan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Alo, má hả? Con Trúc Anh Đài nè. Má đang cho heo ăn hả? Má ơi, xuân này con không về nha. Dạ. Má đừng có lo, trời đất ơi. 2 năm rồi con ở nội trú, ở chung với bao nhiêu đàn ông mà không ai biết là con là con gái hết trơn á. Dạ, biết nhà trường đuổi con sao? Dạ. Dạ đúng rồi, ảnh là Lương Sơn Bá. Ảnh là anh em kết nghĩa với con thân lắm. Nhưng mà con nói má nghe nha, ảnh ngu lắm, ảnh cũng không biết con là gái giả trai. Nhiều khi con đi tắm chung với ảnh, ảnh cũng không biết nữa. Mà công nhận má nuôi con hay thiệt. Mỗi lần mà con rửa chân con dòm xuống cỏ không à. Má đừng có lo nha. Dạ. Cái gì? Lấy chồng hả? Thôi, con còn chút xíu à, con không chịu đâu. Lấy ai? Thằng nào? Nó làm nghề gì? Nghề đĩa ốc hả? Không được đâu, nghề đó không chắc ăn. Giá nhà giờ sắp xuống rồi má ơi. Thôi chuyện đó từ từ tính nha má. Dạ. Má ơi, má nhớ gửi thuốc cho con nha. Không phải thuốc nhức đầu. Cái đó con có rồi. Thuốc ngừa thai á. Chết yên kê gì mà. Thôi má ơi, nói chuyện nhiều tốn tiền quá nha. Thôi con cúp à. Nhớ con thì email cho con nghe không? Dạ. Happy New Year Mom. Tiểu Thơ ơi. Tiểu Thơ. Chuyện gì? Dạ thưa Tiểu Thơ, có Lương Công Tử tới thăm kìa. Đại biểu. Dạ. Con tiện tì. Tao với mày giả tay đã 2 năm rồi hả? Mà mày cứ quen miệng của tao bằng Tiểu Thơ không à. Người ta biết được á, người ta biết tao là gái thì sao, hả con tiện tì. Áo. Trời, Tiểu Thơ nói người ta mà Tiểu Thơ không coi mình kìa. Trời, 2 năm trời á mà cứ kêu con tiện tì hoài ha. Ủa? Thấy không, Tiểu Thơ nhớ nha. Tiện tì là con gái, Tiểu Đồng là con trai. Cứ tiện tì này tiện tì nọ hoài à. Tao quên. Không, cả đám trai trong trường nó mà biết con gái ha, nó xúm lại, trời ơi nó đè con, sao con chịu nổi. Tiểu Thơ, ói hả? Ôi, còn gì nữa. Con nói mà con cũng kềm dữ lắm, không con cũng ói rồi. Ai mà thèm dê mày. Tao sợ tụi nó, là sợ tụi nó dê tao thôi. Gì mày? Mày làm gì đó? Cú nãy là con kềm được. Cú này là con kềm hết được rồi Tiểu Thơ. Cái gì em kềm trời được? Trời ơi, Tiểu Thơ nhà em á, có tự tin mà có bằng cấp license luôn vậy đó. Khổ bá ghê. Nhiều chuyện mày. Ra mời Lương Công Tử vô. Dạ xin mời Lương Công Tử vào. Chúc đệ, chúc đệ. Lương Huynh. Lương Huynh ơi, nhà mới hút bụi. Lương Huynh làm ơn chùi chân giùm em cái. Ăn ở sạch sẽ quá, hèn gì như con voi. Chùi ra ôi. Dạ. Sáng sớm mùng 1 Tết sao Lương Huynh thích gì vậy? Để con lượm cho. Dạ, gặp em cảm động quá phải không? Nè, Lương Huynh tới nhà em sáng sớm mùng 1 sớm có chuyện gì không? Biết sao không? Tao đang buồn quá. Dạ. Sáng mùng 1 mấy đứa nó về quê hết rồi. Dạ. Bây giờ chỉ có mình tao với mày ở đây thôi. Dạ. Tao mới nghe đồn China nó mới mở một cái chỗ massage ngon lắm. Lương Công Tử. Tao là gái Thái Lan với Thái Lan không. Tao với mày đi massage chơi vậy. Lương Công Tử. Lương Công Tử. Chuyện gì? Sáng mùng 1 sao Công Tử không đi gì cho em? Công Tử kẹo quá à. Tới đây biểu. Mày kêu một cái thằng Tiểu Đồng nào mà kinh khủng như vậy. Tướng thì như con chí mén vậy đó. Nói chuyện ổng à, ổng mèo thấy bắt gốm. Hai đứa bay á. Bây giờ tao thấy hai đứa bay có cái gì lạ lạ rồi. Được rồi, từ từ đi. Hàm hố cái gì mà lì xì. Đang buồn gần chết đây nè. Ông già không có gửi tiền lên. Lương Huynh. Chuyện gì? Sao Lương Huynh kêu em bằng mày? Trời ơi, em kêu đại ca là Huynh thì Huynh phải kêu em bằng đệ. Kêu bằng mày á không có xe. Tiểu Thơ, mình đang đàn ông đó,
cứng lên, gồng lên. Không, nhạo quá bể hết bây giờ. Ồ vậy hả? Tao quên. Luôn quên. Kêu bằng mày nghe không có phê. Giọng con này lúc trầm lúc bổng ha. Nói nghe nè. Dạ. Tao nói cho mày nghe, tao với mày là học trò học cùng chung trường. Anh lớn, anh làm anh. Em nhỏ, em làm em. Bây giờ tao với mày kêu mày tao cho rồi, làm như hát hồ quảng kêu huynh đệ mệt quá đây. Em không chịu đâu, trời ơi. Huynh là gentleman, xuất thân từ một gia đình cao sang ở chợ Cầu Muối mà nói kỳ cục vậy. Em không chịu đâu. Mày nhắc tới gia đình danh giá của tao, mày còn nhắc địa điểm ở làm chi vậy? Thứ gì đâu ngu thế ớn không? Tao nói cho mày nghe, mày nhìn lại mày với tao đi, tao thấy tướng mày còn gentleman hơn tao đó. Tao nhiều khi tao nói mày không biết là sĩ tử hay là... Lúc này mày phát tướng quá. Nhà mua dưa leo làm gì mua dữ vậy? Dạ, mua dưa leo đắp mặt, đắp cho nó da nó đẹp á. Hay lắm nha Luân Quỳnh. Hai ngày đầu em đắp á hả, bao nhiêu mụn cám nó lặn sạch hết trơn á. Đó, tốt. Bốn ngày sau á, nó nổi nguyên một về mụn bọc rồi. Quỳnh đắp không? Em cắt em đắp cho Quỳnh. Cảm ơn mày, con người mày mát mẻ. Người mày mát mẻ mà còn nổi mụn bọc. Tao mà đắp cái đó vô chắc nổi mụn nhọt luôn à. Thôi dẹp đi, đừng có dụ tao. Nhưng mà tao thấy vậy nè, cái mặt của mày đắp trái dưa leo này vô bao nhiêu cho đủ? Còn 4kg dưa leo không đắp đủ cái mặt mày. Thôi thì có cái dưa này dễ đắp hơn, không cần phải sắc lát. Dưa gì Quỳnh? Dưa hấu. Mày mua nguyên trái dưa hấu xong mày sắn đôi ra, xong mày khoét cái lỗ mày ốp lên mặt mày, mày ngủ. Thấy cái đó chắc ăn hơn. Ê mà Lương công tử. Chuyện gì? Con nghĩ dưa hấu cũng không đắp nổi cái mặt của công tử nhà con đâu nha. Con nhìn mặt công tử nhà con á, con nghĩ có một loại dưa đắp mà vừa rẻ tiền á, mà nó vừa hạp lắm á. Dưa gì? Dưa da. Sao lại đắp dưa da? Trời ơi, mỗi lần nhìn mặt công tử con là con tưởng ngay tới cái tô thịt thịt heo kho tàu à. Không, mà kèm với cái hũ dưa da là trời ơi, số 1 nha, thố thiệt á. Thố công tử. Nhiều chuyện mày. Thằng này gút ai đi ra nè. Nó hổn nhiều chuyện gì? Đi vô lấy nước mời công tử uống. Công tử. Chị gì? Uống trà đinh hay trà sen? Tới đây biểu. Mày là con ở hay là mày là chủ nhà? Nghĩ sao mày mời nước trà tao mày ở uống trà đinh hay trà sen? Mày muốn tám đinh trong mặt tao hả? Công... Tao nói cho nghe, bộ mày muốn giết người hay sao? Đâu dám giết công tử. Mày thấy tao mới thức hai đêm chờ tiền của nhà gửi lên thôi, hai con mắt tao nó như hai con ốc muốn lòi ra rồi. Mày nghĩ sao mày cho uống nước trà cả đêm tao thức cho tao chết hả? Công tử lộn rồi đó. Trời ơi, con uống nước trà từ nhỏ tới lớn ha. Nhớ hồi nhỏ con có là 1m8, lượng da dẻ hồng hào, trắng trẻo mịn màng ha, đẹp ghê vậy đó. Mà con uống trà thét, trời nó quéo lại còn con thứ mốt vậy đó. Vậy bây giờ mày xúi cho tao quéo bằng mày hả? Vậy mới xứng chứ. Thôi dẹp đi, cho coca hay bò hút gì cũng được. Vậy công tử có bệnh gì không? Tiểu đường hay cao máu gì không? Lấy cái nào ít ít đường thôi, tao đang bị tiểu đường đó. Tiểu đường hả? Xin nước cũng căng hả mày? Tao bỏ thêm đường cho chết mẹ mày luôn. Nói gì đó? Dạ. Đi vô. Dạ xin chào công tử, em đi. Thì gom. Hai thằng, không thằng nào giống thằng nào. Lương Quỳnh. Chuyện gì? Qua thăm em có... Nói nghe nè. Không có thầy ở trong trường. Tao qua thăm mày, tao đem cho mày món quà đầu năm. Ha. Mày ơi, sẽ hết hồn liền. Cái dây chuyền hả Lương Quỳnh? Dây chuyền mà đựng cái này tiền đâu mua. Gì vậy? Dây chuyền mà đựng nhỏ nhỏ thôi, đựng to quá mà đựng dây chuyền. Hồi hộp quá. Để tao mở ra cho. Dạ, sao tao dán kỹ quá? Ai biết cái tiệm nó dán kỹ quá. Dạ. Thằng 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 thằng. Trời ơi, ai vậy? Con tài tử Jennifer. Jennifer gì? Jennifer gì không biết. Aniston hả? Aniston, đúng rồi, Jennifer Aniston. Con này hiện giờ đang đóng phim Hàn Quốc nổi tiếng lắm. Trời ơi, Quỳnh dành gì điện ảnh vậy hả? Rất là đành điện ảnh. Jennifer Aniston mà đóng phim Hàn Quốc. Nhưng mà em thích Jennifer. Em thích con Tom Cruise à. Thì gom. Đàn ông mà đi thích Tom Cruise.
Thôi dẹp đi. Cái này tao đem về tao treo đầu giường cho mày cũng phí của. Thứ đàn ông gì mà nũng na nũng nịu thấy muốn ói luôn hà. Thôi huynh dẹp mấy cái bức hình này đi. Chuyện gì? Lương huynh, còn có 3 tháng nữa thôi là mình phải chia tay rồi. Cái đó biết rồi. Em sắp sửa về quê để lo cái business cho ba má em á. Business làm cái gì? Dạ nuôi heo. Chết. Hèn gì, ba mẹ lựa đúng nghề quá. Nuôi con cũng ngang ngửa như heo. Dặn đệ một cái điều này, sau này á cho heo ăn á nhớ mặc áo màu màu xanh đỏ vàng, đặc biệt không được bận màu trắng đen hay màu hồng. Sao vậy huynh? Hiểu không? Bởi vì bước vô chuồng không biết con nào là con heo. Lương huynh, chọc em hoài à. Đâu có chọc đệ làm cái gì. Đó là nghề gia truyền của dòng họ Chúc nhà em mà. Thì bởi vậy chính vì nghề gia truyền nên mới sợ. Nhiều khi ta nói mày nghe, sống á là người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Nhiều khi bà già mày hăng nuôi heo quá, lúc cần heo đi bán lỡ cân lộn đứa con thì sao? Suy nghĩ cho kỹ đây, đúng không? Quên, à? Nói chuyện gì đâu cũng mà. Em nói Quỳnh nghe, kể từ nay ở chốn xa xăm, mỗi lần cho heo ăn, cho heo tắm, cho heo ngủ, làm sao em quên được hình ảnh của Lương Quỳnh? Tao móc họng mày hả mày? Mày suy nghĩ tao, mày không giống heo mà tao giống heo là sao vậy? Không phải. Sao mày cho heo ăn mà mày nhớ tao? Em nói cho huynh nghe, ở nhà em mỗi lần mà sắc đồ ăn cho heo ăn á, có sắc sắc mắm mỏ tổng á, thì nhìn sắc mắm thì em nhớ huynh đúng phải hả? Tao phóng cái quạt là mày bất đắc kỳ tử nha. Bữa nay mùng 1 Tết tao không muốn chửi mày. Ôi thiệt là chán quá đi. Thôi mà huynh. Chuyện gì? Đi chơi đi, ở nhà buồn quá. Huynh có chuyện gì mà huynh buồn? Ông già tao mới gửi thơ lên. Hả? Không thơ gửi gì? Tiền mà nhận thơ hoài. Thơ gì vậy huynh? Không biết thơ gì, tao đang buồn đây. Không thấy tiền thấy thơ là tao bực bội rồi. Mới ra đây, mới email xong, mới in ra đây. Tao đọc cho mày nghe. Dạ. Lương Sơn Bá con, từ ngày con từ giả xóm làng lên kinh đô dùi mài kinh sử, quyết lấy cho được mảnh bằng tốt nghiệp lớp 12 hệ bổ túc. À nội ơi, tại sao cha con có thể đối xử với con như vậy? Học bổ túc mà ông cũng khoe. Bao thường xuyên thao thức canh trường, nhớ con tha thiết mỗi đêm chỉ ngủ được có 8 tiếng là giật mình thức dậy. Trời ơi, tội nghiệp, ngủ ít quá. 8 tiếng hả? Ông già mà ông ham ngủ thấy ghê âm. Tao đã nói rồi, còn một giấc ngủ ngàn thu nữa mà ham chỉ ngủ nhiều. Bữa nay biên thơ cho con mà ba không ngăn được dòng nước mắt. Con ơi, nhà mình không có số khoa bản, cái đó tao biết lâu rồi, nhà tao dốt lắm. Học bao nhiêu năm cũng vô ích ông nội. Con ngày trước ôm giấc mộng làm hair stylist mà thi 8 lần không đậu cái bằng tóc. Cho tới đời ba thi bằng lái xe hơi suốt mấy năm trời mà vẫn rớt, cuối cùng ba phải đành lái xe ngựa. Nhiều khi tao thông cảm hoàn cảnh gia đình tao lắm. Có cái máu học giỏi mà. Nay con lại sai lầm đó. Tại sao gọi tao là sai lầm? Sai lầm đi theo con đường cũ, ba sợ con uổng phí tháng ngày mà vẫn trắng tay, nên ba khuyên con bỏ học về quê mở tiệm nail. Cái này là tao không chịu được. Mày nghĩ sao tướng tao giũa nail giống này, ba cái chemical nó quất vô ba bữa là chết rồi. Nếu con chịu khó giữa ngày giữa đêm thì chăm chỉ vài năm là trở thành triệu phú. Bởi vì sách có câu, con ơi nhớ lấy lời cha, một năm ngồi giữa bằng 3 năm làm. Nghĩ sao vậy? Thôi thơ đã dài, con thu xếp về ngay rồi gọi cho ba biết. Điện thoại của tiệm mình là 1-800 giữa móng cha của con Lương Sơn Tuyền. Ủa? Cha huynh là ca sĩ hả? Mày nói tầm bậy, cha tao đàn ông mà ca sĩ gì? Ca sĩ Sơn Tiền là đàn bà. Em của Thanh Tiền đó mày biết không? Còn tao là Sơn Bá, ba tao là Sơn Tiền. Thiệt là bực bội, bây giờ biểu tao về vũ neo làm sao? Lương Quỳnh, Lương Quỳnh. Chuyện gì? Trời ơi, giờ sắp chia tay mà Lương Quỳnh nói ba cái chuyện gì đâu, không có tình cảm gì hết trơn á. Tình cảm của mẹ gì, không có tiền mà tình cảm. À, thiệt là chán quá đi, chán quá đi hả? Tại đây. Mày lâu tao đi đâu? Nè, huynh nhìn đi. Huynh nhìn thứ xem dưới hồ đồi Thiên Nga. Đồi Thiên Nga lâu dưới hồ giống người ta trên bờ. Con nào là con mái, huynh chỉ em tường.
con Mai là con nào? Tao chưa thấy một đứa nào mà ngu như mày. Mày nói bức tranh trên tường là hai con gì? Dạ, hai con thiên nga đang bơi lội dưới nước thật là lãng mạn. Mắt mày bị bù lạch ăn hả? Hai con đó là hai con vịt xiêm cổ lùng. Mày nghĩ sao mày kêu nó là thiên nga? Mày đừng nói mày nhìn tao với mày, mày tưởng tiên nữ nha. Ôi chết rồi mày. Sao kỳ vậy? Nhưng mà em cũng thể tưởng tượng được vậy chứ bộ. Bây giờ em đố Quỳnh nha. Ê, con nào là con mái? Tao mệt mày quá, mày hỏi con mái con trống làm gì? Mày đi mua vịt quay, có khi nào mày hỏi con nào con mái con trống hay không? Hả? Mày chỉ hỏi con nào ngon, con nào dở thôi. Hỏi làm gì cho nó mệt xác. Quỳnh này kỳ quá à, tối ngày lo ăn không à, có chừng mập á. Mày nhìn kỹ lại mày đi. Tao với mày ăn chung một bếp ăn tập thể. Mày ăn riết mà con người mày vậy mà tao quéo lại còn chừng này. Mày nghĩ sao mày nói tao có tâm hồn ăn uống? Cái thằng này thiệt tình. Nhưng mà Quỳnh nói với em biết đi. Con nào là con mái? Mày nhìn bức tranh là mày biết con nào con mái rồi. Con nào? Con mái là cái con trọc đầu kia. Nhìn kỹ trên cái lưng nó trầy trầy nữa là con mái. Ủa tại sao nó trọc đầu với lại trầy lưng là con mái? Mày ngu quá vậy, mày chưa thấy con vịt lên nó đạp mái à? Con này nó phải mổ vô cái đầu con này. Nó phải đạp lên cái lưng con này, thành thử cái đầu con này bị trọc và cái lưng nó bị trầy. Nhiều đó cũng không biết. Học bao nhiêu trả cho thầy hết, ngu thế ớt luôn. Trời ơi, hai ông nội. Quên à. Cái gì? Vậy là hoàn cảnh hai dịch là giống em với anh. Thôi ta biết dù tóc mày sắp trọc nhưng mày vẫn là đàn ông. Ngu thế ớn luôn. Hai ông nội. Trời khùng mà cũng bè nữa. Gì hai đây? Cái con dịch này đó. Con mập á đem nấu chao, còn con ốm kia nấu bún măng. Quyết định vậy đi. Tao cắt cỏ mày nghe thằng tiểu đam. Hổn hả mày? Con đâu có hổn. Nè, tao đang tâm sự với Lưu Minh, ai cho mày xí vô? Trời, công tử nghĩ đi. Hai năm đi du học, công tử đồ ngon công tử thống hết rồi. Công tử cho con hamburger không mà thèm thình và thấy mẹ à. Cho nó đi ăn đi, đưa nước đây. Đưa nước cho công tử. Nè, lương công tử Red Bull nè, uống vô nhiều lúc thấy kỳ kỳ ngang, khó chịu đừng hỏi nha. Nè, bữa nay mùng 1 Tết cho mày nghỉ sớm đó. Muốn đi đâu thì đi đi, lẹ lên. Cứ biểu đi chơi hoài, không cho tiền đi chơi với ai. Đi đi. Mày đi đi cho nó ghét cái đùi là con mày đi. Đi đi. Phá đám không. Thôi mắt mày có mấy cọng lông thôi. Mày đá bậy đá bạ nó rụng hết lấy gì làm vốn. Lương Quỳnh. Chuyện gì? Trời đất ơi, sắp tới giờ chia tay rồi. Mày cứ nói hoài buồn quá đi. Trời ơi, buồn dĩ nhiên là em làm sao vui được khi em sắp sửa xa Lương Quỳnh. Lương Quỳnh biết không, bữa nay chắc em phải có một điều muốn tiết lộ bí mật của em nói cho Lương Quỳnh biết. Mày có gì bí mật mới trúng số hả? Cho ít coi. Bà mẹ thằng này sao nó cứ làm đứt cái đường dây lãng mạn của mình không? Lương Quỳnh. Chuyện gì? Hay là tối nay Lương Quỳnh ngủ lại với đệ. Giết người! Trời ơi, nó giết người! Giết cái gì? Đâu có giết. Mày nghĩ sao vậy? Mày suy nghĩ đi, giường ở trong trường này á, có một cái nào cũng có giường chiếc không à. Tao nằm với mày, mày gác cái đùi lên cho tao tắt thở hả? Phải mày giết người không mà mày rủ tao ở lại? Không có, em nói Lương Quỳnh nghe. Ngủ lại với em đi, rồi em sẽ nói cho Linh biết cái điều thầm kín của em. Điều thầm kín mày có cái gì đâu mà thầm kín, bao nhiêu nó lộ hết ra người mày rồi. Chuyện gì thầm kín nói đi. Tức quá. Tao mệt quá, không có tiền, tao đang bực bội đây. Thôi Lương Quỳnh không chịu thì thôi, em đành phải thú thật với Lương Quỳnh thôi. Nói đi. Chuyện gì? Em không phải là trai. Chúc Quân Đài của Lương Quỳnh không phải là trai mà là gái. Lương Quỳnh không tin hả? Em nói thiệt, cái thằng Tiểu Đồng nó cũng là gái giả trai. Nó theo em lên kinh đô để hầu em đó. Thôi mày đừng nói, tao tưởng chuyện gì bí mật. Cái chuyện mày là gái tao biết lâu rồi. Ủa sao Lương Quỳnh biết? Mày đi tắm mấy lần tao rình hoài chứ vậy.
Lưu, Lưu Minh thấy thấy cái body của em rồi hả? Thấy hết rồi. Thấy front da or back da? Everything on that. Ủa, vậy Lưu Minh không có xúc động nổi máu dê gì hết trơn hả? Bây giờ mày nhắc tao mới xúc động nè. Xúc động mà muốn mửa luôn á. Mày suy nghĩ đi. Mày bây giờ nhà mày có cái gương hay không? Nó gọi là cái mirror gì đó. Nếu không có mày đổ cái thau nước ra mày tự soi mày đi. Nếu mày là một thằng đàn ông mày nhìn thấy con gái như vậy mày có nổi máu dê nổi hay không? Con gái gì mà tướng như kinh công thấy gớm. Em không biết, nhưng mà dòng họ Chúc nhà em á có cái điều lệ là hễ mà ai nhìn thấy thân thể của em á thì người đó phải lấy em làm vợ. Chết mẹ rồi. Cái gì chết? I think I'm wrong. Oh my god. Anh thấy thì anh thấy anh chồng của em. Không sao sao. Chịu là ha. Có người cứu mạng rồi. Ai? Tao nói cho mày nghe, bữa đó mày đi tắm xong hai đứa. Tao đi rình, tao đi rình nhưng mà không phải một mình tao mà tao rủ nguyên cả trường rình bị coi con gái. Hả? Trường mình 120 đứa mà có 20 đứa nó ói trước khi nó thấy mày nó chết rồi. Còn 100 đứa thấy mày đứa nào đứa nấy nó cười mà bữa đó xỉu mà thầy nghĩ nó dại luôn á. 100 đứa thấy mày lận, 100 đứa xe cùng với tao thì mỗi đứa chia một chút cũng đỡ. Chứ tao hốt nguyên một đống mỡ này về chắc tao chết. Trời ơi. Như vậy là Chúc bên đài em phải xóa sổ trong khai sanh rồi. Em phải đổi tên thôi. Tại sao phải đổi tên? Em đổi tên là Đoạn Đầu Đài. 100 chồng mà sao em chịu nổi? Tao thấy trong ánh mắt mày có vẻ lộ vẻ vui vui à. Tao nghĩ mày kham nổi mà. Chừa tao ra thôi. Chuyện gì? Nhưng mà 100 thì that's okay. I think I can handle that. Thì gom qua. Thiệt. Công tử Tiểu Thư. Cái gì vậy? Tiểu Thư. Chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Đứng lên đi. Đứng lên rồi nói. Cái gì? Tiểu Thư. Chuyện gì? Con đã lỡ lương. Lương mày lỡ cái gì? Nói cho đàng hoàng, khóc không à? Vào một đêm không trăng sao, nhưng suốt đời in sâu lòng người. Mẹ, hát không à? Nói cho lẹ. Dạ. Vào một đêm không trăng không sao. Con với Lương huynh mới rủ nhau ra bờ hồ để chơi nhậu. Lương huynh rót, con uống. Rồi ông rót, con uống. Rồi hồi con biết ông cho con uống cái gì nữa. Cái người con đơ này, con cử động được. Rồi cả ông bế, ông bồng, bế bồng. Bây giờ con mới biết. Chuyện gì? Con đã có bầu rồi. Lương huynh, thì ra hai năm nay Lương huynh không thèm để ý em mà lại mê con ở. Lấy nó có bầu. No. Just a minute. Khoan, chờ chút. Tell you something. Wait. Em mệt quá Lương Quynh ơi. Ta thấy ta còn mệt. Tiểu thơ. Nói nghe nè. Chúc muội đừng có giận Quynh. Bữa hôm đó Quynh cứ tưởng rủ nó đi uống rượu là tại vì tình Quynh để. Đâu có biết nó là con gái đâu. Uống rượu xong, uống quá trời. Uống, nó uống, Quynh uống, nó uống, Quynh uống. Hồi nó ngã cái rặt ra nó xỉu. Bồng về xong tự nhiên thấy nó cấn cấn cái gì kỳ kỳ. Dở ra nguyên con bánh bèo. Trường này con gái mấy đâu à, làm sao chịu nổi được. Nhưng mà giờ lỡ rồi, lỡ yêu nó luôn rồi. Lỡ rồi. Vui quá. Tao hận hai đứa bay. Đừng hận. Tiểu Thư. Hai người hạnh phúc. Tao cắn lửa tao chết rồi. Ê, đừng. Đừng. Quay. Cảm trọng quá. Cắn thiệt rồi nè. Nó nghe nè. Đừng. Bây giờ Chúc muội đừng chết. Chúc muội đừng chết. Mùng một Tết đừng nói chết xui xui hiểu không? Bây giờ bây giờ để Quynh tính cho. Bây giờ Quynh tính cho nè. Bây giờ dù gì đi nữa nó cũng lỡ rồi. Thấy không? Bây giờ lấy một con mén được thì lấy một con voi được hiểu không? Bây giờ I can't handle that. Nó nghe nè. Bây giờ thôi lỡ rồi, qua đây. Gì vậy?
giờ nó lỡ nó có bầu rồi, bây giờ thì cho nó làm vợ lớn đi. Thôi mặc dù nó nhỏ nhưng nó làm vợ lớn, mặc dù đây lớn nhưng làm vợ nhỏ, được không? Chịu đi Tiểu Thơ, chịu đi. Không. Tại sao không chịu? Từ chối. Vậy được rồi. Vậy là cuối cùng rồi, không có người hốt mình. Ê, điện thoại, điện thoại. Dạ, 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 em chúc. Vui quá. Vậy là khỏe, khỏi cần giấu. Khỏe rồi, không giấu nữa. What? Chúc đi nhậu nữa nha. What? Hả? Cái gì vậy? Chuyện gì, chuyện gì vậy Mũi? Lương Huynh ơi. Hả, chuyện gì? Muộn màng rồi, Lương Huynh ơi. Muộn màng sao? Trễ rồi Lương Huynh ơi. Chuyện gì? Cha mẹ em đã ép em vô dòng họ mà. Bà ép đúng dòng ghê vậy ta. Mã là ngựa, con này nó vô dòng họ ngựa là đúng à. Vậy là đúng rồi. Huynh nói gì? Thôi ép, ép gả muội cho Mã Văn Tài. Dạ. Trễ rồi. Mình có duyên mà không có nợ Lương Huynh ơi. Trời đất, chúc hai người hạnh phúc đi. Thôi forget bà đi, về lo cho em đẻ đi Lương Huynh. Trúc Muội, ta nói cho Trúc Muội nghe, mặc dù ta không có tình với Trúc Muội, nhưng trong bao năm ở với nhau cũng có cái nghĩa. Ta, ta buồn khi phải xa Muội. Trúc. Hả? Cái gì vậy? Lương công tử. Trời. Ấy. Lương Huynh, anh học máu hả? Em bị bệnh hồi nào vậy? Đâu có, tao mừng quá, ta ho cái nó nhảy ra tiết canh này cho sáng. Đồ vô kia nè. Đi ra đây. Đi đi đi. Ôi, bé mời nha. Đi đi đi, về lo lấy Mã Văn Tài đi. Ở đây ta thách khen Tiểu Đồng cho. Thôi bye nha. Bye bye. Bye. Đừng hại tụi bay. Buồn không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc, nó để ý. Mình là thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày, nhiêu tháng, nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết, hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng, giờ có ông bạn ngồi kế bên, ông cũng đi miết. Bỏ một mình, bơ vơ, lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại, muốn rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi. Đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào? Thần tài thổ địa bên bển á hả? Ờ. Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn cái gì? Coi mấy ông ăn cái gì, ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. Bên kia coi người ta cúng tới bắt ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, à cái bà bán học sàn á hả? Ờ. Châu chưa. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. À. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi. Bởi tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bển đi khám bệnh luôn hả? Ờ. Ủa sao bệnh? Mỡ trong máu. Làm gì mỡ trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mỡ trong máu cho được. Trời ơi bà. Sẵn nó ghé nhà bằng Kiều. Ủa ghé nhà bằng Kiều chi? Trời ơi nó cúng tới ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Ờ có cái ông điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Ờ. Cúng gì cúng dữ vậy? Cũng có uống điếu uống thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi. Nó ca sĩ mà. Nó đi hát tiền quá trời nó cúng nhiều. Hiểu không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy thằng Hề đi. Qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á nó cúng vậy. Qua nhà Quỳ Linh đi.
Trời, cái thằng đó giờ nó cũng có tiền lắm á. Sai lầm. Cha cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. À? Báo nó nói xạo á. Hả? Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ, bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. Hả? À? Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Nè. Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là xong cái nhiệm kỳ nhà này á, là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu, hiểu không? À. Nó phải gọi là ăn uống là nó sang trọng chút xíu. À. Trong a à, có qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha, bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha. Tôi ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi. Ủa là sao? Không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Ăn là không để Chí Tài trả tiền. Đó. Trả tiền là trời mưa. Thôi vô ngồi, vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá, qua bên kia hử không mà no. Ơi. Bởi ta nói mình á, mình phù hộ cho nó hoài mà nó có cúng gì đâu. Ăn rồi nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó keo kiệt nè, đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó nói hao. Bởi vậy đốt chơi vậy thôi. Ê, thằng chồng về, thằng chồng về. Alo, làm sao? Tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có muốn tình hình căng thẳng như vậy, thấy chưa? Để nó đi. Cái này gặp nó căng thẳng hả? Ai biết, có lúc nào nó dùng nó tới tầng căng không? Phải cúng mới được. Đó, đó, không, sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê, thằng này mới hơi mập nha không? Thằng này mới hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây cho nó tốn vậy? Thấy chưa, thấy chưa? Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó cúng thần thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né ra đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thâu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. À. Thôi đi, không có cúng gì chăng cái trời á. Nhang mà nó còn cho hử, ông thấy không? Ghê, keo kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha đó, thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ, sao kỳ vậy? Ai biết à, ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài. Ông nữa. Ông là thần tài hả? Tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Mất tiền hao của không à. Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó, hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào, nó chửi riết mà phai màu luôn à. Ông đổi tên đi ha. Đổi tên hãm tài đi chứ không phải thần tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha, tao mà hãm là mày chích bà mày đó. Ôi, tôi nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước thần được. Bởi vậy. Còn ông nữa, xin xỏ xỏ, không bao giờ ông cho gì hết trơn đó, tôi xin biết nhiều lần rồi. Trời ơi trời, bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi, mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á, nhắc tới hai ông á hả, là tôi cạn lời luôn. À, cái thằng này chắc tôi hiện hình rồi, tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông á, nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Chứ, nó nghe hả? Vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Ủa sao mất rồi? Nó thấy luôn hả? Nó làm sao nó thấy được? Nó đoán mò á. Cạn rồi. Mệt. Thà mày cạn đi,
mày còn lời mày chửi không? Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà tiếng. Mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi, để tôi hít ra vô mắt ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. À. Không có gì ăn á, bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả? Nó ngồi vậy hoài. Ê, hot girl, hot girl, hot girl. Con vợ đó, con vợ. Ê, mới được giải đó. Á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không bánh cấp đúng không? Bánh cấp lên cũng bình thường. Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Thiệt chứ bộ, nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tội nghiệp á. Tôi còn phải thắp nhang, con xin ông địa ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mà nó cho. Dạ, con lạy ông thần tài, thần địa, ông thổ địa. Ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông. Con cúng trái cây cho ông hai ông. Ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn. Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn, nó mặc đầm ngủ. Chứ cha con quên, ăn mặc hớ hên quá à. Để con xin lỗi ông Tài với ông Địa, con quay ra đằng trước. Dạ con xin hai ông. Trời ơi. Dạ con. Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được. Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được. Đàn bà con gái gì đâu. Không nhưng mà cũng được. Con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh. Không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là tôi mái rồi. Tôi sẽ cho nó đó. Tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dại vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy. Thần tài thổ địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thần tài thổ địa phải linh thiêng chứ. Chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy. Vừa vừa phải chứ. Trời ơi, tao nói thổ địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ địa người ta bụng chà bá. Thổ địa này không có gì ăn, cứ ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, thổ địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời ơi, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà thì cái ta thần tài mặt nó phải tươi vui đúng không? Thằng tài tao nó mặt như con khô hố vậy à. Râu thì ghét à. Thằng tài tao râu dài vậy đó. Râu cục ngủ à. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu râu rụng tóc đó. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ổng thấy ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thằng tài thổ địa gì mà không có linh thiêng vậy trơn à. Nhìn là thấy là hãn tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi. Không hiểu sao thằng chồng nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tôi nói đúng mà. Hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu không biết có cúng không á. Có, con nói số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng hay sinh lắm nha. Nó hay sinh lắm. Chứ nói chút gần nó lên Thúy Nga là cái nó sinh hoài. Nó sinh hoài. Không biết nó sinh cái gì mà nó sinh hoài.
cứ về vì cọt action là nó xin. À vậy tôi biết rồi, tôi thấy rồi. À. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưới đầu môi. Đó. Nó xin hoài, nhỏ kỳ. Ê ê ê. Thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá. Quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sanh ra, người ta khóc ngoe, ngoe, ngoe. Cô em mới sanh ra, em khóc đẹp, đẹp, đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Cô lại hai ông. Cô lại hai ông. Ngày thành tâm nè. Lại có lại là được rồi. Cô lại hai ông. Xin hai ông hãy làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm đó, phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng hoàng. Xin đi đàng hoàng phù hộ. Trời, tôi thấy cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là tao phù hộ. Hồi đó giờ, hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm. Ê, có ăn, có ăn, có ăn. Sống là phải có cái tâm. Dạ, yeah. Đây, trời hai con dâng chuối. Trời ơi, má ơi. Mày tốt hơn ba má mày nha. Chui bao nhiêu ba má con. Suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài. Làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ. Dạ con xin hai ông. Đó. Dạ xin thần thánh dạ phù hộ cho con. Cho nó nha, nó xin được dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con tin con là con gái thiệt được. Dục mẹ nó trả này chú lại mày. Trời đất ơi. Trời ơi nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan cho tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi. Nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời. Ông làm phép quan nãy chuối chi. Trời đất ơi. Ờ đang đói mà thôi ăn dạ, đi. Không không. Dạ chuối này là cho ông Địa. Dạ chứ phải cho ông. Nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi. Để tôi lấy thì tôi cho mấy cái. No, this is not for you. Yeah. Còn ông nữa. Ông dòm cái gì thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc tuần hết anh họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi. Ganh tị nè. Bỏ đi nha Địa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha Địa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ cho bộ ổng tự vẽ hả? Lố quá. Bà hồng quá. Địa ơi Địa. Địa mà bóng chắc không ai thèm đâu nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải như chế. Đó. Bóng là phải sử nhi. Phải trẻ trâu. Phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng. Muốn chồng giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như bằng kiều. Chồng chế phải xích bát như đa nguyên. Chồng chế phải bự như quan lề. Bỏ đi. Thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải. Mình đâu có cho ăn tươi sống được. Túi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy. Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Bà ra đây. Cái gia đình. Ra đây. Ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Hả? Bà phải biết. Hả? Bà phải trả lời tôi vô đây đàng hoàng. Ông á, ông phải trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? Nè. Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ? Tụi bay là con người, tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ồ, điên. Đó. Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Kỳ cái gì? Ông chơi xô tôi hả? Bà xô tôi thì có. Tao cà chớn vậy? Cái gì? Ông nghĩ chồng rồi ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết. Tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy hả? Trời ơi, bệnh hoạn cái gì? Con tôi giờ tôi đẻ ra. Mà cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn?
nhưng mà cái chuyện dạy dỗ chăm sóc nó là chuyện của bà ha. Bà nghĩ sao? Đó là Trần Mạnh Dũng, bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi. Mỹ Dung là cái chuyện của nó, nhưng mà bây giờ ông cũng coi kiểm tra lại cái gen của ông đi. Tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi nên con mình nó mới què, bây giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Mình cứ làm bậy. Tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi, chân chính ghê ha. Chân chính thấy ớn luôn à. Chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không nói gì mà nữa. Chuyện xảy ra như vậy tất cả tại hai ông này hết. Đúng rồi, tại hai ông này nè. Cái gì vậy này? Trời ơi, cầu nguyện quá trời muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu, tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À, tôi nhớ rồi. Lúc mà vợ nó mang bầu, nó tới nó xin là ông địa ơi cho tôi đứa con trai. Ông quên được cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè. Lúc đó tôi xin một đứa con trai, thấy chưa? Hả, cái gì? Ông vừa nói gì? Ông xin con trai hả? Đúng. Còn tôi xin con gái. Đã. Đứa xin con gái, đứa xin con trai, ta cho một đứa bê đê là được rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bà ơi. Trời ơi ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn. Tôi cạn lên. Cạn lên. Cái nó ra nó chửi. Ra chửi xong vô nghỉ giải lao. Cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, này, cái lỗi này đúng. Em biết là lỗi tại ai rồi. Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi. Đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và ông môn thể thao yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bạc vô trong mặt em một cái. Ông già, ông đứng từ đằng xa, ông thấy cái banh vô trong mặt. Đau, sưng chù bá vậy đó, ông đâu có chịu. Ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn, ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp, em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mà ở trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tại ai? Đâu phải tội hai ông đâu đúng không? Tội ông bà, tại ba của em. Chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ ra Trần Mạnh Dũng. Tự nhiên cho bằng áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như tụi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngô người. Thôi được, để cái... đó tôi. Tôi điện lên nói chuyện với mấy bà coi đã. Ủa sắm hồi nào vậy? Ai cúng? Thật nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quang cho. Trời ơi, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À, 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về á, giúp giùm tôi nha. Quan trọng là bà ăn hay thua. Bà ăn thì bà về cho bà thua bà ở luôn trển á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ. À, tôi ở 58261 Brockhouse Street. Cái gì? 58261 Brockhouse Street nè. Đổi lại giùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ đổi lại. Rồi cảm ơn. Rồi. Xong. Rồi 12 bà mụ rồi. Trời ơi tao nói. Đổi lại nhà rồi. Nhà này chi được không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không. Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Về kìa. Đó, nó chửi nữa bây giờ đó. Tháp rồi nó dụi nè. Dụi xong cái nó chửi. Nó chửi xong cái nó phun nước miếng. Số bà, số.
Xin thưa thần tài và ông địa. Ủa sao bên đây nó lạ vậy? Nó lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à. Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường. Chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ba. Ba. Kêu ba không thích. Chế ba. Trời, chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó hả? Trời ơi, chế ba. Sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ chế ba lộ luôn hả? Không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi. Nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng. Ai về bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị. Bà chị già lâu năm. Trời ơi. Bà ơi. Cái gì vậy? Tránh ra đi. Trời ơi. Ông tránh tôi nha. Bà ơi. Tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi. Bà cho tôi hỏi một câu thôi. Nghe bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm mày mua đâu đẹp vậy? Giờ hỏi tao đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. Vậy hả? Ờ, bữa nào em dắt chị ba đi luôn. Ờ, nhớ à, nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ủa là có gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy không ông Tài? Chắc là do tôi rồi. Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ, tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi. Thằng này là chủ nhà, bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi, chết cha rồi. Gọi bà coi. Thôi khỏi gọi đi. Mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu, mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi, giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà, em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào đưa. Ê. Thấy không? Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ, thôi nhà. Trời dạ. Ơi, cái gì vậy trời? Chưa đến Trung Thu mà ông địa đến đây múa làm chi vậy trời? Ơi. Ủa, múa bà nội mà chứ ông múa. Ơi, ông ơi, qua đây. Nói rồi, gia đình thần thánh nó không có tin. Thần thánh mà nó coi thường quá. Dạ. Đâu có phải, dạ, không nhà, phải nhà có chuyện buồn, tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ, đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ, đâu mà tới đây. Tụi em nhìn vô trong cái trang coi có không. Hả? Trời ơi. Ủa, vậy. Đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các cô biết. Thì đây là... Đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. Ông tài tên David à? Nào, lấy cái tên nó lạ để người thường người ta không biết, hiểu không? Còn ta là thổ địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? Em nghi lắm đó. Rồi mà trời ơi. Thấy em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Chị trời em ơi. Thích quá. Thôi đi. Đây. À đúng rồi. À, bà ơi, đúng là thần thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. Mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. Đó là thần mà. Lộn. Bây giờ vậy nè. Thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy, tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ tin. Dạ tin. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông địa. Dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Dạ. Sao vậy? Dạ con quên. Con hôm nay con mão hở ha. Bây giờ tới đây ơi. Dạ. Nó hiện ra đó. Là dạ. Tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ ông. Thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Thành tâm. Hồ Biên. Hay quá. Xong rồi đó. Hay quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Cái gì vậy? Ông có làm gì đâu. Trời cái ơi. Gì vậy ba? Ông Tài, ông Địa ơi. Trời ơi, ông Tài, ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy? Có mà, tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thì cảm ơn thần tài. Trời. Không sao làm đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba. Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nè. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tài gì hết á. Thầy ơi. Tôi làm lại. Nhỏ rồi mày ơi. Mày đúc hai tay vô túi giùm ta đi. Ở đó, đó. Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay từ từ ông ra đó. Ta nói cho các người biết. Dạ. Sẵn đây ta nói luôn.
con của các người như vậy. Giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu bệnh á là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Ông Tài, ông Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, rồi biến này cho nó đàn ông lại giùm con đó, chứ để người ta nói bệnh hoạn, tội nghiệp nó lắm. Không có biến được. Cái gì vậy má? Chồng mày là nãy ta sinh, ta mới biến được, chứ còn là nghĩa là bẩm sinh. Mày không hiểu gì hết trơn. Hồi nãy ông mới vừa nói đó. Phải hiểu, có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không, nãy ông thần Tài đã nói rồi, cái này nó phải là cái bệnh. Ha? Cái bệnh là mình phải chữa hết, đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho, dạ, có muốn cũng không được. Đúng rồi. Thôi, nè nè đi. Thôi, để tao vô, tao không ngồi. Hả, trời ơi. Em thấy... Nè nè đi, cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha, bà Jennifer. You're not my type. Bà. Nói gì? Bà. Gì ông? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay, tôi không có đai nghiến mà nữa. Con, lại đây. Bà. Tôi nói thiệt với ông á ngang. Bóng bây giờ là thiên tài không đó. Make up cũng giỏi nè, thấy không? Làm tóc cũng giỏi nè, thấy không? Nấu ăn cũng giỏi nè. Nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói không chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi. Chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi. Bà vô ngồi chồng đi nha, bà Jennifer. Thôi được rồi. Ừ. Bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Ừ. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ngại gì ba đang muốn có cháu đích tôn nó nói dòng nói dỗi. Mà con thì vậy thì không biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba. Tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy, muốn là được thôi à. Ừ. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy, dạ. Vậy là ba con thấy tâm rồi. Dạ, có người nè, vợ bốn con vẫn bóng như thường. Nha. Nhưng mà ba à, đời người con gái, bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con, rồi con làm được bao lâu? Ừ. Được cái gì? Tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Vậy, ba cho con sống với chính bản thân của mình. Thôi được rồi. Miễn sao con sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng giống rồi. Như ông thần Tài nói, đúng không ba? Đúng rồi. Con hứa với ba, con sẽ là một người đàn ông. Con là một người có ích cho xã hội thôi. Bỏ cái chữ đàn ông đi. À, công nhận nha. Vậy thì mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi nè. Tôi cảm ơn thần Tài Thổ Địa là hôm nay về đây ha, giúp cho gia đình mình hạnh phúc đoàn tụ, không có hiểu lầm nhau nữa. Ông Tài, ông Địa ơi, để hôm nay con đi mua trái cây, con dâng con cúng cho ông Tài, ông Địa nha. Mày quay mặt ra ngồi kia đây. Dạ. Để má, má, quay không không à, vậy thôi, để con mua heo quay con cúng cho ông Tài, ông Địa. Đó, bữa nay được. Heo quay, heo quay. Trời ơi, chuẩn bị đi gì đó, gì khám bệnh gì đó. À, mở trong má. Để anh heo lo. Quay, mua heo quay không? Để anh lo nha. Thằng này bây giờ được rồi nè. Thay đổi rồi. Để anh lo. Nó ngộ ra được rồi. Nha. Ba làm bây giờ trọng quá ba. Tất cả quỳ xuống. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ, kính thưa ông thần Tài và ông Thổ Địa. Hôm nay gia đình cũng được hạnh phúc là nhờ hai ông ra tay giúp đỡ. Chúng con xin nguyện khắc ghi ơn sâu trong lòng và để cảm ơn. Chúng con xin hai ông hãy tiếp tục ở lại nhà con tới suốt đời. Dạ, được, được, đã được. Được. Còn cái chuyện mà vợ con xin cúng kiến. Dạ. Hay quay làm cái gì? Tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần một nén nhang là đủ. Dạ. Dạ. Thôi, ta nghỉ trước nhiệm kỳ. Thôi, ta đi. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Thôi, đi, đi. Qua nhà bằng Kiều thử. Thử cái gì? Thử đồ ăn. Tôi đi nữa, tôi đi nữa. Đi luôn đi. Thôi, ra đi, thử sao ơi. Thôi. Con nói giỡn. Trời ơi, nói giỡn thôi mà nghe. Dạ. Thôi biến nghề đi. Dạ. Quanh lại đi ông Địa, ông Tài ơi. Dạ. Gớm khổ, Tết nhất đến nơi ế chảy ế thiêu, chả ai xem bói gì cả. Từ sáng giờ chả ai xem được đồng nào. Toàn uống nước lã cầm hơi. Gớm. Cứ hề ai khổ thì mới xem bói, chứ còn nó sung sướng quá chả ai xem.
ai đây? Chắc có mối rồi. Alo. Mày à? Thằng Đại chứ gì? Thằng Đại chồng con Chào á, hai vợ chồng mày là Chào Đại đấy. Gặp ai chả biết ai cứ Chào Đại. Cái gì? Thì hôm qua mày bảo với tao là mày nằm mơ mày thấy con dê nó vào vườn nhà mày. Ừ thì đúng rồi, con dê là 35. Cái gì? Nó sổ ra 53. Cái đấy là lỗi do mày. Mày bảo mày đuổi nó ra. Ừ, mày đuổi nó ra thì mày phải đuổi là mày đẩy cái đầu nó ra để mày đẩy cái đầu nó để cho cái đít nó ra trước chứ. Cái này mày đuổi nó để mày cho nó quay cái đầu đi ra, nó đưa ra cái đít ra sau để nó đưa cái đít vào vườn mày thì con số 5 nó đi ngược lên là đúng rồi. Thế nó ra 53 là lỗi do mày nhá. Không phải lỗi do tao đâu. Gớm khổ. Thôi cúp máy đi. Đang bận bịu trả xem tình duyên gia đạo toàn xin số đề. Tao mà biết ra con nào thì tao ngồi ngoài này tao phơi nắng tao xem bói làm gì. Chán quá cơ. Ê kinh khủng ê. Trời ơi, bắt gặp thầy rồi nghe. Con nói cho thầy nghe nha. Con nói rõ ràng cho thầy nghe. Thầy đi đâu mấy năm nay hả? Thầy nói cho con nghe đi. Đi đâu mấy năm nay? Con tìm thầy trong cái hốc, cái hang, cái ngõ, cái hẻm. Ông cống con cũng lôi ra nữa, con tìm mà không có. Này, tao phóng cái này vào mồm mày á. Thách thầy đó. Sao mày làm tao như chuột, như giãn ấy? Mày bảo tao ở trong ông cống, ông đồ tao chui đi đâu? Thế xin lỗi nhá, đây là cô hay bà để cho tao biết tao còn xưng hô. Chưa có chồng, coi mấy năm nay cũng không có chồng. Gọi bằng cô đi. Bực ra. Chưa có chồng thì gọi bằng cô à? Đúng rồi, con hỏi thầy nè. Thầy coi con có chồng. Con chưa có chồng mà lại con có con nữa. Đó, tự nhiên bây giờ giải thích đi. Tại sao không chồng mà có con? Nói cho con nghe. Mày về mày nhờ mẹ mày giải thích. Mày không chồng mày có con, tự dưng mày bỏ mày hỏi tao à? Thế mày đàn bà mày vô duyên đó. Thế bây giờ trêu trứng mày rơi lúc nào mày không biết à? Mấy năm rồi vẫn gặp con dở người. Thầy đủ rồi nha. Con muốn nói dở người dở hơi. Con là đàng hoàng nghe. Tôi giải thích đi. Giải thích cái gì? Giải thích tại sao tôi không có chồng. Coi mấy năm nay tôi có chồng. Rồi bây giờ tôi chưa có. Mà có một đứa con là sao? Ăn phải là một đứa mà là tới là mấy đứa. Nói. Ô hay nhỉ. Tao có ăn và mày không? Tao không ăn mày thì mày có con với ai thì bố tao chả biết. Bây giờ mày cứ đi hỏi một thằng chiêm tinh gia nào mà nó giải thích được cái thằng chồng mày ở đâu ấy. Này, đây tao cắm đầu xuống đất tao đi một đời nhá. Bây giờ thôi. Bây giờ đến đây làm gì? Coi bói với làm gì? Coi thử chừng nào con có chồng nè. Thế bây... rồi. Cái gì? Coi thử chừng nào con có chồng. Xem thì lần chừng nào mày có chồng á. Chính xác. Bây giờ sao đến đây ấy là có cái vấn đề như thế này. Không có chồng ấy là do duyên. Nhiều khi là mình cũng phải là phải gieo duyên ấy, nó mới có. À, đây muốn xem ấy thì xem cho. Nhưng mà nghe giọng thì nó có cái gì nó hơi lạ lạ. Lạ lạ làm sao thầy? Như là gọi bằng cô đi thì đúng hơn. Đúng rồi, cô mà, con chưa chồng mà. Ô hay. Đợt trước thầy coi con á là thầy nói cái gì? À, râu hùm hàm én mày ngài, dây năm tấc rộng thân 10 thước cao. Con đi ra ngoài đường, con tìm hết ông này ông kia. Con có râu quai nón là con nói là anh ơi cưới em đi. Ông nói, ông nhìn con đấy. Gì kỳ vậy? Cô khùng hả? Ông nói con câu, ông phán con câu vậy. Rồi con đi tìm người khác cao, hỏi ông nào to cao là con nói con tới con cưới. Con xin cưới mà ông không có cho. Cũng là cái câu nói của thầy. Cũng là cái câu nói của thầy. Thầy nói là coi sai á. Là thầy nói là guarantee refund. Cái câu nói của thầy mà con bỏ tiền ra biết bao nhiêu năm nay con tìm thầy. Bây giờ thầy nói đi, thầy trả tiền lại cho con. Thế là cái thằng đấy nó chửi mày điên ấy. Là đúng rồi, lấy tao còn là bảo mày điên đây này. Bây giờ ngày đấy mày đưa tao bao nhiêu tiền để tao xem cho mày cái quẻ bói đấy.
Bữa đó con đưa cho thầy 50 đồng rõ ràng luôn. Thế có 50 đô thôi mà mày đi tìm tao vì cái chữ guarantee refund. Thì đó, đó mà có một cái 50 đô thôi mà mày bỏ mấy năm rời ra, mày bỏ biết bao nhiêu tiền ra để mày đi tìm tao, có phải là mày điên không? Bây giờ mày nói cái câu mà dâu hùm hàm én mày ngài vai năm tấc rộng thân 10 thước cao thì nhận ra rồi, tôi nhận ra cô rồi. Đó. Xong dạo này nhìn đẫy đà thế, nó nở lên như cái bánh phồng tôm đấy. Mà trên cái bánh phồng tôm ấy còn treo hai quả bưởi năm roi. Ủa cái gì vậy? Ủa sao thầy thầy đuôi mà sao thầy biết con? Thầy biết à, con sửa ngực. Tôi nói cho cô nghe nhá. Ông giời, ông đã lấy của tôi đi đôi mắt thì ông cho tôi là cái mũi. Cái mũi tôi ngửi được. Cô chỉ thoáng qua thôi là tôi nghe mùi mỡ. Thôi nói thiệt ra thì thầy coi bói thì giấu thầy cũng không được. Thì thầy coi con đó là thầy nói con là con sẽ có chồng, chồng con to cao đẹp trai. Nhưng mà thế này, cô đi tìm tôi ở đâu mà tìm không ra? Cô đi tìm những chỗ nào mà cô tìm tôi không ra? Con tìm thầy ở chợ Tân Định nè, ở Sài Gòn, khắp cái Sài Gòn chợ nào con cũng tìm. Đời có người ta nói có thể ông ngồi trong ống cống, con xuống ống cống con lôi ra cũng không có. Đó, cô hỏi cái gì mà người ta bảo tôi ở dưới ống cống? Tại vì thầy bói là thường thường ngồi ống cống. Cô hay là hỏi ngồi... tên tôi tên gì mà cô bảo tôi? Con hỏi là tên Gia Cát Lạng ở đâu? Thì người ta mới nhìn con, người ta nói là cái con này nó khùng hay sao á. Ở đây có Gia Cát Lượng chứ làm gì có Gia Cát Lạng. Người ta nói con vậy, nên con cũng bị quê chứ. Quê cái gì? Hỏi đi để cũng phải lựa người mà hỏi. Hỏi thì phải hỏi người kiến thức, người có học thức, có văn hóa thì người ta mới hiểu được hết cái tên của tôi. Đấy, tôi đã giải thích cho cô nghe rồi. Đấy, Lượng là ở trong miền Nam người ta gọi là Lượng, ở miền Bắc gọi là Lạng. Ví dụ như cái câu kẻ tám lạng người nửa cân, đấy là ở miền Bắc. Còn vào trong miền Nam phải gọi là kẻ tám lạng, kẻ tám lượng người nửa ký. Đấy là miền Nam. Thì hôm trước lâu mấy năm rồi coi thầy cũng nói vậy mà con quên. Bây giờ nghe giọng cô thì tôi đoán ra rồi. Tôi đó, biết rồi. Thấy không này, tôi không cần phải nhìn thấy là tôi đã đoán ra được người ấy như thế nào. Nghe hơi thôi, nhất thanh nhị tướng. Đấy như là đây này, vừa rồi đây, tôi có biết cái mặt ông Donald Trump đâu, nhưng mà nghe giọng nheo nhéo của ông ấy tôi đoán ngay ông ấy thế nào làm tổng thống, thế là đúng ngay. Không sai. Thầy hay quá, đoán vậy mà cho tới giờ này vậy là thầy nói sai bét luôn rồi đó. Tới giờ này con cũng đâu có chồng đâu mà con nói thầy, con giải thích, thầy giải thích cho con thầy cũng không có giải thích được. Thế bây giờ đến để làm gì? Đến để xem bói đi. Đúng rồi. Để chờ tí đi, để đây này, để xem bói là phải lấy hẹn, là phải có appointment. Ông trời ơi, bị đuôi mà coi làm sao thấy được. Ô hay, người ta mù thì người ta có cái kiểu xem của người mù chứ. Chứ ai cấm người mù viết nhạc, ai cấm người mù viết văn. Để xem chỗ người nào quá vậy? Để xem chỗ nào trống trống thì nhát cô vào này. Đây, đây 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 có rồi đây. 3 giờ ngày thứ tư nhá. Rồi đến đây xem. Thế thôi. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông luôn á, con đường đi không có ai, đi ngang qua không có một bóng người, rồi cũng không có nữa chứ đừng có nói chi mà coi bị đặt ế chổng rộng luôn, bị đặt nói coi bối rồi đồ coi dừa. Đây tôi nói chảnh dừa thôi, không chảnh chẹ gì cả. Đấy là nguyên tắc, khi đã đặt ra nguyên tắc là mình phải tuân theo nguyên tắc. Nhiều khi đói thối mồm ra nhưng vẫn không xem. Thì ra là thầy đang đói vậy. Ê, bây giờ có xem không? Thôi bây giờ vậy đi. Xem xong rồi tôi tao đi ăn chứ tao đói quá rồi. Thôi nói... Giờ ấy là tại vì cô đi tìm tôi mấy năm nay tôi mới xem cho cô đấy. Không là tôi không xem đâu. Thôi con biết rồi, con cảm ơn thầy. Thầy qua bên kia cái nó có quán phở kìa. Đó, thầy ăn đi. Thầy ăn đi chứ không thôi thầy đói rồi nó qua mắt làm sao thầy coi con được. Mày điên à, mù mà hoa mắt cái gì. Ủa vậy hả? Bây giờ đặt tiền đi. Lần trước xem ấy là đặt bao nhiêu? Lần trước xem là... không đúng là tại do cô. Cô không có thành tâm. Với thánh mà cô không thành tâm thì làm sao thánh phù hộ cho cô được. Lần trước con coi con bỏ 50 mà không thành tâm làm sao. Ba cái dĩa con bỏ 50, mỗi dĩa là 50. Thầy nói sao mà con không thành tâm. Ba cái đĩa 50 ấy là lúc ấy vàng ấy là 100 đô ba chỉ. Bây giờ mày bỏ 50 chưa được mua được một chỉ vàng mà. Bây giờ mày bỏ gấp đôi.
Tiếng Mỹ người ta gọi là double down đấy. Không thôi, thôi vậy đi. Lần trước thầy coi con nó sai, thì bây giờ thầy coi con đi. Thầy mở rộng từ bi của thầy ra, thầy coi con khỏi lấy tiền nha. Đấy. Mày chưa gì hết mà mày đã đi giả giá với thánh thì thánh nào mà chứng cho mày ớm khổ. Vậy bây giờ mày bỏ tiền vào đi. Vậy con giáo bộ con bỏ tiền ra, rồi thầy coi xong thầy trả lại cho con nha. Ô thì mày đi lừa thánh à? Mày lừa mày còn kinh hơn đấy. Đem một cái thành tâm đi, bỏ vào xem thử như thế nào. Bỏ hơn hả? Double down. Có tiền đô không? Thôi tiền Việt Nam đi. Không, thánh thích tiền đô. Hôm nay ta xuất hồn ra tôi hỏi thánh rồi, thánh giáng cơ, thánh bảo bây giờ thầy xài tiền đô nó đang lên đấy. Bây giờ thích xài tiền đô, bởi vì biết sao không? Người mà người ta cúng cô hồn ấy, người ta còn cúng tiền đô cơ mà. Thành thử ra là thánh ganh tị, cho nên là phải cúng tiền đô. Đấy, thứ nhất là đô, thứ nhì euro, thứ ba là Canada, thứ tư là tiền Úc. Trời ơi, con phải quỳ con lạy thầy luôn á. Lạy ta làm gì? Thầy mà coi mà lần này không trúng á hả, con cho giang hồ nó quánh chết cha thầy luôn. Ây da, con xin lỗi. Con hay cái con này. Con... Mày càng lúc mày càng hỗn nhá. Làm gì làm tao vẫn lớn hơn mày nhá. Đây này, ba cái đĩa này. Ba cái đĩa này là đĩa tiền tổ này. Đĩa này là đĩa tiền quẻ này. Đĩa này là đĩa tiền tiếp này. Thầy hỏi hết bà con cô bác coi có đi coi bói mà có ai cho tiền tiếp bao giờ đâu. Có chứ sao không có. Ai cho? Nhưng mà cho trước hay cho sau thôi. Nhưng mà bây giờ mày cứ bỏ trước cho nó chắc ăn. Biết bao nhiêu đứa rồi, cứ bảo là thầy xem đi được cái con cho tiền tiếp. Nó xong xem được xong nó bỏ nó đi luôn, nó không quay lại, không được đồng nào. Bây giờ lấy trước tác ăn. Không lẽ viền chồng mà mình phải bán mạng vậy sao trời. Ôi giời, mày bỏ 300 đô mà mày kiếm được thằng chồng thì xin lỗi mày. Mày bỏ bao nhiêu nghìn đô mày mới tìm được tao. Bây giờ đúng mày rồi. Tìm được chồng mà. Bỏ vào đi, tiếc nuối gì. Nhanh đi, tao còn làm pháp sự, tao đi ăn, tao đói run hết cả người rồi. Từ sáng giờ ế chảy ra chả có đồng nào ăn. Chán gì đâu trời. Cái gì vậy trời, đó 300 đó. Bây giờ muốn bói kiểu gì? Hôm trước thầy bói con chuyện Kiều. Chuyện Kiều đâu có đúng đâu. Bây giờ thầy coi thầy bói cái gì khác đi. Thì bây giờ tao chỉ có hai cách thôi. Một là sờ mu, với hai là xem chuyện Kiều thôi. Bây giờ mày không thích xem chuyện Kiều thì tao sờ mu. Mu giờ... Sờ mu rùa đấy. Sống thì nhờ cái mu rùa với lại cái chuyện Kiều thôi. Bây giờ muốn xem nào? Muốn sờ mu hay là muốn... Này, cầm hương đi. Ở khoan chờ tiêu tí. Chết rồi ai? Alo, lại mày nữa à? Sao mày suốt ngày cứ để đón thế à con? Thế sáng nay mày ra mày gặp ai trước? Gặp cái gì chứ? À, gặp cái con đang cấy lúa. À, nó cấy lúa. Nó cấy lúa thì nó cong người xuống. Nó khom người xuống thì mày đánh con tôm đi. Ừ. Nhưng mà này, lúc mà mày vừa nhìn thấy nó là mày nhìn thấy cái đầu nó trước hay là nhìn thấy cái mông nó trước? À, nhìn thấy cái mông nó trước à? Thế là đánh con tôm, nhưng mà phải đánh thối thân nữa. Ừ, thế đánh con tôm vẫn là 31 nhá. Còn đánh thối thân thì mày đánh con bào ngư đi. Bố tiên sư mày không biết con bào ngư là con gì à? Nó bằng bằng cái bụng tay này này. Mẹ tiền mày đánh số đề, mày để mày ăn con bào ngư đi cho cuộc đời mày biết. Bây giờ bố tao cũng chả biết con bào ngư số mấy. Bây giờ mày cứ ra chợ mày hỏi nó bao nhiêu một cân rồi mày lấy cái số tiền đấy, mày lấy cái số mày đánh. Nha, suốt ngày cứ đề đóm, tôi nói đến đâu rồi. Rồi như vậy nè, bây giờ nói thiệt á, là con cũng nói thiệt với thầy á, là như vậy. Con, thầy coi bói con xong á, con tìm hoài, con thấy cái thằng nào nó cưới con hết á, thì con mới đi, tình cờ con gặp chị Kỳ Duyên. Chị mới biểu con á là, nếu mà em như vậy á, thì em đi sửa ngực đi. Đấy, em đi sửa ngực và em đổi tướng đi, là em có chồng liền. Đây, bói Kiều nha.
Thì bói kìa, thì bói kìa, bây giờ biết sao. Mày khấn đi, tao làm pháp sự. Lần này mà không trúng là con cho giang hồ nó giật thầy luôn đó, con nói trước rồi đó. Bà về bạc nhã thuyền hoa con hương đệ tử gần. Mày nín mẹ mày đi. Cái gì ta kêu con ta nhắn đang mà. Kêu bà về ba thuyền bát nhã vừa đến nơi mẹ hát xì nó lại lui. Mày khấn, mày cũng khấn nhẹ nhẹ chứ mày cứ khấn mày cứ hát hát. Thì tại vì con vẫn là nhập tâm chứ con mới hát. Tao nhập cái này, mày nhập là gì? Mày khấn là mày chỉ để tâm thôi, để tâm chứ không cần nhập tâm. Tao mới nhập tâm này. Rồi vậy, vậy xong rồi, xong chưa? Để ta cắm vào cho. Bà về bát nhã thuyền nè hoa con hương đệ tử gần xa. Đấy. Mày lại đẩy thuyền đi rồi. Thôi mày dở đại đi, mày đọc đi. Tao mệt quá rồi. Con lại trợn lại Phật cho con lấy một chồng đi cho rồi. Chứ bây giờ nó già lắm rồi. Nó già với trái cà rồi mà chúng chưa có chồng. Đọc đi. Nhát trong lờn lợt màu da, ăn gì to nấy để đà làm sao. Thôi đó ông, nè à, này này mày đọc nhầm rồi đấy này. Ông Nguyễn Du ông không có có ghi cái chữ ăn gì to nấy. Ăn gì to lớn để đà làm sao. Tụi con tụi tiếng Hoa cũng không biết đấy. Tiếng Tàu mà làm sao con biết con dịch ra đó. Nha là nhát trông nhợt nhợt màu da, ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Thế ngày trước mày bốc cái câu là vai năm tất rộng thân 10 thước cao. Thế bây giờ là ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Đấy hai cái nó liên quan nhau. Chắc chắn cuộc đời mày không bao giờ tránh khỏi một thằng chồng béo được. Chết sao cuộc đời con khổ vậy thầy. Đây còn cái chữ nhát trông nhợt nhợt màu da. Cái màu da này là nó nhợt nhợt. Nó không trắng hồng, nó cũng không trắng xanh. Mà nó trắng như theo cái kiểu là sắp tẩm liệm ấy. Trời, thầy nói gì ghê vậy, giống như là người chết vậy thầy. Không, không, người chết nó trắng xanh. Tao đang tìm cái từ nào đây này. À không, nó giống như là mới vừa rút ống còn thở ngóp ngóp vài hơi rồi cái... Không, con mới tin là vậy thôi con khỏi. Thằng này ấy, trước tiên đây là nhát trong nhợt nhợt màu da. Là chắc chắn thằng này nó là phải thiếu máu. Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Đấy là nó ăn, nó rất ăn, rất là tạp. Nhưng mà nó vẫn không hồng hào được. Chứng tỏ thằng này nó phải bị tiểu đường. Thầy giải thích ăn uống giống như heo ăn vậy thầy. Đấy, thằng này nó phải tiểu đường. Cái chồng con kiểu này thôi vậy con ở vậy cho rồi chứ con lấy chồng làm gì. Không 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 bao giờ tránh được đâu. Thánh đã phán thì không bao giờ mày tránh được. Bởi vì trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu là gẫm thay muôn sự tại trời, trời sinh phải bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thầy khoan khoan đó thầy. Ủa cái gì vậy thầy, rút vô tiền liền vậy, con chưa coi xong mà. Xong hay không xong tao tém tao đưa tổ rồi. Tao tém ngay tao đưa cho tổ rồi. Chào thầy. Ai đây? Con thầy. À đi chỗ khác chưa, đi đang có khách nhá. Dạ con đâu có tới đây để coi bói đâu. Tại thất tình lang thang đi mỗi chân quá, thấy ghế trống ngồi nhờ chút. Không, khi nào không có khách thì muốn ngồi bao nhiêu ngồi. Bây giờ đang có khách, anh đi chỗ khác cho tôi làm việc. Thầy chưa coi xong mà sao thầy thấy lấy tiền con đau lòng quá. 300 lần đó thầy, vô trong trả lại con nha. Từ từ đấy, mày đã bốc rồi. Nhát trong nhợt nhợt màu da đấy. Ăn gì to lớn đấy đà làm sao đấy. Thầy, thầy. Cái gì? Thầy. Thầy mới cho coi cho con tuần trước đây mà. Tuần trước là mắt thì sáng, sao bên đây đuôi rồi. Có lẽ dữ vậy. À điều này chắc coi cho ai là trật rồi, chắc thằng đó nó múng con mắt luôn cái gì. Này tôi nói cho anh biết nhá, tôi xem cho ai ấy là tôi nhớ giọng từng người một. Tôi chưa bao giờ xem cho anh thì anh đừng có vu oan giá họa cho tôi như thế. Có mà, con xạo thầy làm cái gì.
Tao thì gỡ mắt kiến ra con coi kỹ. Này này anh đừng có hỗn nhá. Tự dưng tôi mù thế này anh bảo tôi dở mắt kính ra cho anh xem là xem cái gì? Nè nói nghe nè. Anh vừa phải thôi chứ. Ủa lúc trước anh có coi ổng hả? Chắc chắn. Chắc chắn là ổng mà. Tôi xem anh cái gì? Anh có nói thiệt không? Đây nè. Cái tuần trước á là mắt ổng còn sáng lắm. Ổng ngồi nói chuyện với tôi. Rồi có con nhỏ mặc váy đi ngang. Ổng lo nhìn mà rớt nước trà đổ vô quần ổng luôn mà. Này này này. Con nghi lắm luôn rồi nè. Ta bảo cái này nhá. Đây nhá, đừng bao giờ hất đổ chén cơm người khác nhá, thất đức lắm nhá, đi nhá, phản ngay nhá. Không có đâu, trời đất ơi, thầy quên rồi. Quên cái gì, quên làm sao được, tôi xem anh cái gì. À, thầy quên cho con nhắc. Lúc đó đó là con coi bối kiều, con mở ra trúng nhầm hai câu. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thầy giải thích cho con là con sẽ gặp được một chuyện tình bất ngờ khơi khơi ở ngoài đường, không cần phải hẹn hò, không cần ai giới thiệu hết. Đó, thầy nhớ chưa? Tôi đã bảo không xem cho anh mà. Anh đi đi. Làm chuyện này, người ta đang làm ăn mà thì cứ phá. Thầy phải thầy Gia Cát Lạng không? Hay là ai? Ông Gia Cát Lạng nè, đó. Ông Gia Cát Lạng đó. Ông coi sai bét luôn á. Thôi, mà không nói chuyện với ông đó đi. Anh, khoan đã, khoan. Anh, đừng có đi. Gì? Để tôi hỏi anh nè. Hỏi gì? Đứng đây đợi một chút đi. À. Thầy. Cái gì? Hãy thầy coi con là nhát trong nhìn nhát trong nhát trong lần lượt màu da ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thầy ơi hình như ổng rồi nè thầy, y chang luôn á. À thế à? Ừ thông minh, cô thông minh đấy. Dạ cô thông minh đấy. Con biết mà, con biết con thông minh mà. Tha vào anh tới đây em hỏi nè. Gì cô? Anh cho tôi nhìn coi. Ừ. Nhát trong lần lượt màu da. Cái mặt của anh à, giống như là ông tả là rút cái ống nước gì ra đó. Anh sắp chết đó. Nó tái à. Gì vậy? Rồi ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thì sao? Bé mẹ hỏi nó có thiếu máu không. Khoan con chưa. Em hỏi anh kỹ, anh phải nói thiệt nha. À. Cái này là quan trọng lắm nha. Quan trọng lắm nghe anh. Sao? Anh có bị thiếu máu không? Có, tôi bác sĩ nói tôi là thiếu hồng huyết cầu. Hả? Vậy anh có đái không? Ủa đó ai không đái? Không phải, ý em hỏi là anh có bị tháo đường không đó? À đái tháo đường á hả? Đúng rồi. Trời ơi, đái tôi đường là đái hết hồn. Có, tôi bị tiểu đường 10 năm rồi. Mà làm gì có hỏi kỹ quá vậy? Vậy là anh à. Cái gì? Anh đang thất tình. Còn anh, em đang tìm tình. À. Mình lấy nhau đi anh. Cái gì? Mình lấy nhau đi. Cái gì vậy? Anh lấy em đi anh. Cái gì thầy? Anh lấy em đi. Anh lấy em đi. Anh lấy em đi. Đi chúng mày lấy nhau đi, tao lại chúng mày. Lại chúng mày lấy nhau đi. Anh lấy em đi. Thôi thì bất chấp hết, yêu nhau đi con. À đúng rồi. Người đâu gặp gỡ làm chi. Đúng rồi. Nó nè. Vậy là có duyên rồi. Nó nè. Thôi mình lấy nhau đi. Đúng rồi, lấy nhau đi anh. Đi về anh. Tôi đi về liền đi. Dạ, nhưng mà ở gần đây có hotel nào không? Cái gì hotel? Không có. À quên. À, đây. Thầy ơi. Hả? Con cảm ơn thầy nha. Ờ không con, có gì. Con đi. Mày lấy cái bóp cho em luôn cái đã. À. Trời ơi. Con lạy trời, bây giờ con đã có chồng chính thức rồi. Thế chúc hai đứa vui vẻ nha. Dạ cảm ơn thầy ạ. Lần sau ghé xem nha. À thôi khỏi đi, để người khác xem đi. Giờ con có tình duyên là coi chi nữa thầy. Ồ. Hả? Khoan. Thầy à, nói thiệt nha, dỡ cái mắt kiến ra đi. Từ đầu tới cuối con đã thấy thầy rồi. Thầy đừng có giả bộ nữa, nó quýnh thấy mẹ luôn. Dỡ ra đi. Chứ con nói á, là người ta, con nói thầy á, con giật mặt thầy ra thì con sợ là bể chén cơm của thầy. Nên bây giờ thôi gỡ ra đi ha. Đừng có giả đò nữa. Đó. Con mắt sáng vậy tự nhiên đòi mù. Ồ. Không, anh thấy không? Mình á, thật sự ra con mắt sáng vậy coi bói còn chưa được chứ đừng nói chi mà mù. Mù sao thấy thì coi. Em quá hay. Dĩ nhiên là em hay rồi. Thầy, con chỉ thắc mắc một điều. Tại sao thầy không đuôi mà thầy lại tự nhận là mình đuôi? Có muốn thế đâu anh. Nhưng mà đôi khi ở đời ấy, đôi lúc cũng phải giả mù để cho nó khỏi thấy cái cảnh chướng tai gai mắt đấy mà. À vậy hả thầy? Ừ. Thầy con nói nghe nè,
Thầy trả lại con 300 đi, để con đi đánh bài thầy. Mày quên đi, mày có thằng chồng rồi. Ôi, tao lấy rồi. Coi như là 300 lận đó. 300 cái gì vậy? 300 là mày lấy ra cái thằng mấy chục ký. Bây giờ mày tính bao nhiêu một ký? Ôi, nói chị ông đứng đầu lắm. 300 mà còn tính toán. Đi ra chào khán giả đi. Con lại thánh mơ bái gớm được 300.